Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong hồi nãy giờ cũng vô bên trong gia đình, cũng thắp cho chị Trang ở đây một cái nén nhang. Thì biết sức khỏe của anh Phương bây giờ là cũng còn rất là yếu, chờ những cái pha ca phẫu thuật tiếp theo của cô bác anh chị à. Tại vì máu trên đầu của anh Phương còn đọng rất là nhiều. Thì hồi bây giờ thì Phong Nguyễn cùng đi với mẹ của chị Trang. Là mẹ chị Trang bữa nay là cũng được hồi phục phần nào á, cũng nguôi ngoai được cái sự đau đớn của bác anh chị à. Thì bây giờ thì cái ngôi mộ của chị Phương là cũng chị Trang á là cũng hoàn tất rồi. Còn bây giờ thì Phong sẽ cùng đi với mẹ của chị Trang với hai đứa bé con của chị Trang luôn đi ra ngôi mộ để ghi lại những cái đoạn hình. Thì bây giờ thì Phong Nguyễn mời cô bác anh chị cùng đi theo Phong với gia đình đó của bé chị Trang ở đây nha. Đây thì cô bác chị xem là người mẹ già lớn tuổi rồi, nhưng mà chịu một cái sự mất mát rất là lớn của bác chị à. Đây là cái chỗ cái đường mà đi ra ngôi mộ của chị Trang đó cô bác chị à. Đây thật sự là rất là lông trông luôn, đi rất là khó. Hai bé bé Phát với bé Huy bây giờ nó chạy trước rồi, nó nghe ra mộ mẹ nó rất là mừng, nó chạy trước rồi. Yeah. Chứ bên đây con thấy có cái ao á, sợ mấy đứa nhỏ ra nó cũng nguy hiểm lắm cô. Đâu có cho đi, đi phải có tôi. Dạ, dạ. Không có tôi là phải có dì Út nó. Còn dạ. Mình nói mà, không có cho đi. Không có cho đi mình. Thầy con thấy giờ cũng quay, cũng xây xong xuôi hết rồi. Ai xây con? Con nè Trang ơi, con cũng đừng có khóc nhiều quá, cũng không tốt cô ạ. Thì con có hay ra thăm mẹ không? Dạ, hồi chiều hôm năm thì con có ra thăm mẹ. Vậy hả? Con thấy các cô các chú xây ngôi mộ của mẹ như thế nào? Lại đây nói chuyện với chú nè. Đi đâu vậy? Coi chừng té ra con. Chừng té bà ngoại. Có điều là con nghe đây mà cổ qua con xây hơi bị đen. Trời. Chú nào? Ừ. Vậy là đẹp lắm rồi con. Cái này là do gạch màu đen mà con. Cái gạch màu đen chứ đâu phải là ấy đâu. Nhưng mà nó thích gạch màu trắng. Trời ơi. Bẻ à. Đen gì đây à? Trời ơi. Nhìn đen nó cũng đẹp mà con. À đen không đẹp. Nhà hay ra ngồi ngoài ngôi mộ của chị Trang qua đây thường không cô? Thì cũng ra chứ. Dạ. Ví dụ như nó đi á, thì nó kêu ngoại ngoại, ngoại dẫn con đi ra thăm mộ mẹ con, rồi phải dẫn nó ra. Nhưng mà nó đi là nó kêu. Chứ thì nó đi mình nói không, dạ, dạ. Không dám đi. Dạ. Đi mình nói thì sợ cái ao ở rừng địa là gần đó. Dạ, dạ. Mà sợ nếu mà lần đi cái nó kêu ngoại ơi hả Út ơi dẫn con ra mộ mẹ con, còn mấy nó kêu cục tư nó đó, cục tư còn dẫn con ra mộ mẹ con. Mình lại đi đi con, đây nhà đó nó nguy hiểm con, loại dễ lộn. Thứ năm á con ra ngoài đây ngồi với mẹ con à. Cái góc thằng mai mốt cậu ba làm cho mẹ con cái nhà mát, rồi nó kêu cậu ba nó phải làm được cho nó. Bé Huy dặn vậy đó hả? Chứ không mà cậu ba không làm nhà mát cho mẹ con à, dặn cậu ba con luôn. Vậy hả? Con sợ mẹ bị nắng hay sao? Dạ. Vậy đó. Con sợ mẹ con bị nóng. Bị nóng? Ừ. Ủa hôm bữa con bị bệnh tới nay sao con, chú Phong thấy con còn ho nè? Dạ, dạ tại con cũng bớt ho rồi. Ừ, nay con bớt ho và đỡ rồi đó hả? Dạ chứ là cha con ở nhà con ho hoài luôn. Cha ở nhà là ho hả? Kỳ vậy? Dạ cha con ở nhà, cha con không tắm nước sông cho con tắm. Vậy là con hay tắm sông nên bị ho á phải không? À, tắm sông á, nước sông. Tắm sông, nước sông. Rồi tắm nước sông hả? Nước sông. Cha ở nhà cho con ngoài sông tắm đặt lội. Gần bây giờ không có nước lội á, mà cha nó tắm tập lội, còn tôi giờ tôi đâu cho tắm, tôi nấu nước nóng tôi tắm không à, tôi sợ đi tắm nhiều khi rồi đi học này kia nọ nữa,
đâu có tắm nước xong, không cho ra xong. Nghĩa là tắm xong nên bé nó hay ho. Ừ, tắm xong thì bé nó hay ho. Rồi chừng nào mình mới xây cái mái che này? Chú ơi, con sao con? Con uống nước ngọt tối ăn đau họng ngủ không được. Ờ, con hạn chế uống nước ngọt nha. Tại con đâu có uống nước đá đâu, cũng uống đá. Làm nhà mát con mẹ. Con ho. Con mà cha ở nhà không chết luôn. Không biết cô ba nó làm thằng sẵn cho nó vậy. Cô ba nó làm. Nha mà trường uống ho nữa. Con đừng có uống nước ngọt nhiều nha, uống nước ngọt là bị bệnh đó. Con không có uống mặn, uống nước đá cũng bị ho nữa. Đá cũng bị ho nữa. Trời ơi. Sao bữa nay đợt dồi chú Phong với chú Quân xuống mà con nhớ chú Quân mà không nhớ chú Phong. Ừ. Không nhớ tên chú Phong à? Cậu cậu ba chừng nào mới xây cái nhà mát cho mẹ? Dạ con không biết nữa. Không biết nữa hả? Dạ. Bé Huy còn nhỏ nè quý vị, mà không biết là sợ mẹ nắng, sợ mẹ bị nóng á. Dạ, có nó có nói với cậu ba nói. Nó nói cậu ba làm nhà mát cho mẹ con để mẹ con nắng mưa, nắng nóng mẹ con cậu ba rồi. Cậu ba nó làm sẵn bốn cái trụ đó mà coi hỏi để có cha nó về bình phục về coi làm sao chứ giờ. Tính chứ bây giờ giờ lo cũng không, cho bà trước con đi. Còn lo cho cha nó rồi khỏe sức khỏe về đi rồi sao ổn định rồi hả? Tính sao chứ giờ tôi cũng bắt quyết luôn rồi. Yeah. Mà con cháu nó nói vậy thì cậu ba nó phải làm theo ý muốn của nó chứ, để sau này nó có lớn lên đi rồi nó nói con hồi đó con nói cậu ba vậy cậu ba không làm, bây giờ con muốn làm cho mẹ con không có làm được nha. Thành ra cậu ba nó phải làm cho nó cho anh em nó vui lòng vậy. Bé Huy còn nhỏ xíu mà tính toán lo xa nữa quý vị. Thì hôm nay thì có cô bác nào tới thăm gia đình mình không cô? Dạ cũng có dạ, hết dạ. Cũng có bên Mạnh Thường Quân cũng có cô bác gần xa á, cũng có dạ, lời dạ. Giúp đỡ cho dạ. Hai đứa cháu cũng được chút đỉnh dạ, dạ. Để cho nó cấp sách đến trường học nha. Dạ. Bà bạn con kêu dễ con. Bởi nè, bây giờ chút xíu nữa mấy chú là chở hai con đi ra mua thêm một cái bàn học ha. Rồi bây giờ cái bàn có sẵn bây giờ là anh hai xài hay là em nè? Là cái bàn học cái đó nè, con nhường cho anh hai đó. Nhường cho anh hai hả? Sao vậy? Nó đòi hồi thì nó không. Con chê bàn nó màu xấu hay sao? Dạ đâu có. Chứ sao con phải là con muốn chi để cái bàn lại cho anh hai để đi lấy cái bàn mới. Dạ, cái bàn, tại vì cái bàn đó sách của anh hai con học về, anh hai con cũng khi mẹ con chưa mua bàn học về. Anh hai con về mang về bỏ cặp lên trên giường không à. À. Rồi từ lúc có cái bàn bây giờ anh hai đi học về anh hai có để tập sách đồ ngay ngắn không nè? Có. Đó. Rồi anh hai có chấp nhận là lấy cái bàn hiện tại đang có không? Cho em cái bàn mới ha. Còn sao cũng được. Chịu không? Không? Cười lên chết. Vui không? Có vui không? Sao miễn cưỡng với người ta? Thôi giờ là theo hai anh em là hỏi ý với nhau đi. Bây giờ là anh hai với là em Huy nè. Ai sẽ là ai thích cái bàn mới nè? Con hả? Cười hé hàm răng luôn đó. Rồi bây giờ nói chung là chú giỡn với hai con cho vui vậy thôi. Thì bàn nào cũng là bàn hết con ha. Miễn sao là mình bàn thôi, miễn sao là có bàn để học. Đúng rồi. Giỏi quá. Quan trọng là hai con phải cố gắng học nè, học về phải để tập sách đồ ngay ngắn nè, gọn ràng nè, ngăn nắp đàng hoàng nè nhé con. Để không phụ lòng ông bà cô chú rồi mua bàn cho tụi con nè, biết không? Rồi lâu lâu rồi tụi chú nè cũng xuống thăm gia đình, thăm hai con nè. Tới lúc đó thì thấy con ngày càng học giỏi rồi càng ấy hơn thì cô bác sẽ mừng hơn, vui hơn nữa. Cảm ơn mấy chú. Thôi thì bây giờ là cũng gần trưa rồi, hôm nay mấy chú cháu mình tranh thủ đi mua bàn nha. Dạ. Con chịu không? Thôi sức khoát nha. Dạ. Đi. Rồi.